Còn cậu Hùng là sếp của vợ cậu, mà cậu này khó tính như ma. Cả cái xóm này chả ai ngờ. À, Hùng ghê đấy à? Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Vào đây cháu. Ngồi với nhau làm chén rượu. Ngồi đi cháu. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đấy. Bạn ơi, đứng dậy tuyên bố lý do. Đúng rồi. Hôm nay tôi tổ chức buổi liên hoan này là để giới thiệu một người mới, mới về nhà trọ của chúng ta, đó là bố con anh Hiếu. Ôi, ôi, tôi nào thằng cháu, nâng ly để mà chúc mừng tương lai sáng lạ. Phải lạc quan lên, chăm chỉ là tốt, nhưng cái chính ý, là phải gặp may cơ. Thôi, nào, chúc may mắn. Em chỉ mong sao phấn đấu lên vị trí trưởng truyền, lương ổn định, kiếm cho cô Chí chỗ học tốt là được rồi. Trên này điều kiện cái gì cũng sẵn. Sướng. Sau này có tiền bán cái nhà ở quê đi, lên trên đây ở. Thằng này Sướng phải biết. Anh đừng nghĩ xa. Dù giàu nghèo, cái quê vẫn là nơi để mình về mà. Còn cả mồ mả ông bà tổ tiên nữa. Vẫn đang tuyển mà chị ơi. Giờ mà có tuyển ý, thì họ cũng chỉ nhận người có nghề sẵn rồi thôi. Trời ơi, thế nói chuyện gì nữa. Em cũng chào bà Loan chị ơi. Có ngay. Mày bảo mày đến ngay. Đến ngay. Cái đến ngay của mày đến nửa tiếng đồng hồ chưa? Không phải giải thích. Tao bỏ tiền chứ tao không xin. Tao thuê ship ngoài. Gửi cậu. Này cậu kia. Cậu kia. Gọi cậu đấy. Em à? Cậu hành tinh nào đến đấy? Ở đây có mình cậu mà. Sao chị? Có chở hàng không? 100.000 về Tân Phương. Tân Phương. Sao? Chế ít không nhận à? Thêm 20.000. Có gần chục cây thôi. Không tin mở mác ra mà xem. 120 được rồi. Chỉ có mỗi cái thùng này thôi chị. Ờ, mỗi thùng này thôi. Rồi, để em. Đây nhá, địa chỉ đây nhá. Vâng, chị. Cậu nháy số điện thoại cậu cho tôi đi. Vâng, chị đọc số chị. Này. Này. Bỏ thùng hàng xuống.